Chú cho con một cơ hội để giải thích rõ hết mọi chuyện. Nếu như con vẫn còn vô duyên thì đừng trách chú không nương tay. Anh giải thích đi. Tại sao mọi chuyện lại như vậy hả? Em trúng kế của tụi nó rồi Trúc à. Ủa, cái USB của anh Phi là hình ảnh gì vậy? Còn đây là luật sư Hưng, là một trong những luật sư giỏi nhất nước ta thưa chú. Rất hân hạnh được quen biết ông. Chào ạ. Cảm ơn chú đã cho con cơ hội gần quan quá. Chuyện tác hợp cho hai đứa là việc nên làm mà. Lão già này kính kẻ thiệt. Vào đây mấy ngày vẫn không phát hiện ra sơ hở gì của lão. Thầy, bọn anh sắp làm đám cưới rồi. Cưới rồi? Ông bà người ta có câu là trèo cao tới đao. Tôi chỉ sợ là thầy tới đao thôi. Quỳnh à. Thầy đi về đi.